Thưa quý vị, tin từ Nam Phi, người hâm mộ nhạc sĩ người Mỹ Rodriguez đã đổ xô đến Mabu Vino, một cửa hàng băng đĩa ở trung tâm Cape Town, đang cung cấp phim mang tên Tìm kiếm Man Sugar, được đề cử giải Oscar phim tài liệu. Bộ phim tài liệu mô tả hai người hâm mộ Rodriguez là Stephen Sugar Sackerman và Craig Bartholomew Strydom đi tìm hiểu điều gì đã xảy ra với nhạc sĩ dân gian Detroit này. Phần lớn nhiều người không rõ nguồn gốc Mỹ của ông. Rodriguez rất nổi tiếng ở Nam Phi thời kỳ Apartheid. Tuy nhiên, sau khi phát hành hai album vào đầu năm 1970, Rodriguez rút khỏi ánh đèn sân khấu âm nhạc, dẫn đến tin đồn trong cộng đồng những người hâm mộ Nam Phi rằng ông đã chết. Sackerman cho biết ông không bao giờ tưởng tượng câu chuyện về việc tìm kiếm Rodriguez sẽ kết thúc bằng một bộ phim tài liệu giành nhiều giải thưởng. Sackerman nói rằng cuối cùng việc tìm hiểu đã trở thành một cuộc tìm kiếm, sau đó trở thành một phát hiện, tiếp nữa trở thành một cuộc hành trình và sau đó trở thành một trang web, tiếp đến là một tái phát hành album của Rodriguez, sau đó đã trở thành một cuộc họp với Malik Bengelu, một phóng viên truyền hình Thụy Điển chuyên viết truyện ngắn, và cuối cùng là chúng tôi ở đây năm 2013 và chúng tôi đã được vinh danh bằng một đề cử Oscar. Âm nhạc của Rodriguez tiếp tục cộng hưởng người hâm mộ của mình và đã mang lại thành công cho bộ phim tài liệu, khiến du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về Venue Babu để gặp Sugarman và mua đĩa nhạc của Rodriguez. Searching for Sugarman cũng làm giàu hồ sơ của Rodriguez. John Langford từ Big Concert cho biết, bộ phim tài liệu đã mang đến cho mọi chủng tộc và mọi lứa tuổi xích lại gần nhau để kỷ niệm âm nhạc của Rodriguez. Đó không chỉ là một bộ phim hay, mà hàng ngàn, hàng vạn người Nam Phi đã xem phim này. Họ đã được hồi tưởng lại về những gì Rodriguez đã làm hoặc học tập về Rodriguez. Vì vậy, mọi người bất kể màu da, từ trẻ đến già, đều hưởng ứng Rodriguez. Searching for Sugarman đã đoạt giải Special Jury Prize và giải Audience Award cho phim tài liệu quốc tế hay nhất tại Liên hoan phim Sundance. Bộ phim được đề cử giải Oscar, hạng mục phim tài liệu xuất sắc nhất năm 2013 và giải 2013 BAFTA.